Di Đà Phật. Dạ, trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài pháp đầu tiên và ở tại chùa Long Sơn. Và bài pháp đầu tiên đó, nhà chúng tôi y cứ vào cái tập sách của ông cố viện trưởng trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Ngài là viện trưởng viện Cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang, mà một thời chúng tôi có được phước duyên sống ở nơi Phật học viện đó, cùng học với ông trải qua bao nhiêu năm tháng trước năm 1975. Ông làm viện trưởng viện Cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang, ông Đổng Minh làm phó viện trưởng, ông Tuệ Sĩ của chúng ta ngày nay đó, ông Tuệ Sĩ làm giám học học phụ, lo chương trình và giảng dạy cho tăng sinh viên thời bấy giờ. Do vậy mà ngày hôm nay con đem tấm lòng thành kính khuyên tâm đảnh lễ Giác Linh Ôn, cho phép chúng con được y cứ vào những tập sách của ông đã thuyết giảng, và về sau này hàm hậu học, đệ tử của ôn, học trò của ôn, tập thành lại thành những tập sách. Và con y cứ vào những bài giảng của ôn trước tiên là để tưởng niệm về cái ân đức của ôn một thời đã dạy công dạy dỗ chúng con dưới mái Phật học viện Hải Đức Nha Trang, để tưởng nhớ lại những gì mà ông đã thể hiện qua một đời sống của một bậc thạch trụ tòng lâm. Cái uy đức của ông, cái kiến thức Phật pháp của ông mà lúc bây giờ trước năm 1975, và cái tánh đức đó đã phủ trùm qua các mái Phật học viện của miền Trung, của miền Nam, và cái thế hệ như chúng con đã có được một cái duyên may để cùng gần gũi với ông, sống chung với ông và được sự giảng dạy giáo huấn của ông suốt nhiều năm tháng qua những Phật học viện đó. Đồng thời nương tựa vào những lời giảng dạy của ông, ngày hôm nay chúng con thành kính đảnh lễ và xin phép ông để trình bày lại cho quý nam nữ cư sĩ Phật tử ở nơi hải ngoại này một phần nào được nghe lại những lời giáo huấn của ông mà nỗ lực tu tập cho chính bản thân của mỗi người nam nữ cư sĩ Phật tử hôm nay.
nguyện hồi hướng hết tất cả mọi công đức, kính nguyện ôm và phần thân hóa độ nơi thế giới Sa Bà để làm lợi ích cho con người và khắp pháp giới chúng sinh trong cuộc sống hôm nay. Thành kính đảnh lễ giác linh trưởng lão, hòa thượng, viện trưởng viện cao đẳng Phật học Hải Đức, Nha Trang. Kính thưa quý Phật tử, quý Phật tử nhìn lên cái bảng trắng, và cái bảng trắng thường thường người ta nói bảng đen, nhưng mà ở đây đây mình bảng trắng, thì thấy cái tên của quyển sách là Hư Tâm Học Đạo. Và cái chủ đề mà thuyết giảng ngày hôm nay là chữ tu trong đạo Phật. Cái quyển sách với cái tên là Hư Tâm Học Đạo, quý Phật tử biết chữ hư có nghĩa là rỗng không, rỗng suốt, trống rỗng, hư như là hư không vậy đó. Nó không có sự dính mắc, nó không có sự cản trở. Mà hư tâm có nghĩa là cái tâm không. À, quý Phật tử ha, mình đem cái tâm không để mình học đạo, chứ không phải là mình đem cái tâm có để mà mình học đạo. Nếu mà mình đem cái tâm có của mình để học đạo á, thì cái đạo đó nó không vào trong cái tâm của mình được. Tại vì trong tâm của mình nó đã có cái có rồi, thì bây giờ mình bỏ cái gì khác vô nữa, nó cũng ra, nó cũng đầy ra. Và điều này quý Phật tử đã nghe các câu chuyện thiền, và chúng tôi xin phép được kể lại. Ở trên non kia có một vị thiền sư lỗi lạc nổi tiếng, tu tập chứng đắc. Và ở dưới phố kia có một anh chàng thanh niên cũng nghiên cứu kinh điển và cái kiến thức học đường của xã hội lớn lắm. Và anh chàng thanh niên ở dưới xã hội đó nghe danh tiếng của vị thiền sư ở trên non kia, cho nên một ngày nọ anh mang gói, mang sách hành trang đi lên trên đồi núi đó để tham vấn cái học của vị thiền sư. Nhưng mà mình là người trí thức mà, mình là người có học vị mà, tiến sĩ, thạc sĩ, và cái tên tuổi của anh cũng đã được bao nhiêu người biết. Đến khi lên gặp vị thiền sư đang ngồi ở nơi hành lang ngắm nhìn mây bay, hoa lá tốt tươi của núi rừng, ở trên bàn có một khay trà để sẵn. Và khi người khách kẻ trí của thế gian đi lên thăm thiền sư, thì dĩ nhiên có khách tới thì mình phải rót nước trà rồi mời uống, phải không? Vậy mà thầy đến nhà quý Phật tử không bao giờ thấy quý Phật tử rót nước trà rồi mời thầy uống gì hết rồi. Thì thưa quý Phật tử, khi ngồi vào ở nơi ghế, vị thiền sư chào hỏi cái vị khách có học vị kiến thức đó, xong rồi mời ngồi và rót nước trà mời cái vị khách đó. Nhưng mà thưa quý Phật tử, vị thiền sư đó khi mà bưng cái bình lên và rót nước vào trong cái tách trà, nhưng mà cái tách trà nước nó đã đầy rồi mà vị thiền sư cứ rót nước, nó chảy tràn xuống dưới khay trà. Cái vị khách đó không cầm lòng được nữa, cho nên la lên
Dạ thưa thầy, nước cái ly đã tràn rồi, tại sao thầy vẫn cứ rót? Quý Phật tử hiểu câu chuyện không? Hiểu không? Và vị thiền sư đã nói, thí chủ là người có học vị kiến thức lớn của thế gian, của học đường. Bây giờ mang cái kiến thức đó lên để mà cầu học đạo. Bây giờ tôi có nói bao nhiêu đi nữa thì cái kiến thức hiểu biết đạo pháp của tôi nói qua cho anh nghe đó, nó cũng tràn ra ngoài, giống như là cái ly nước trà đã đầy rót hồi, nó cũng tràn ra chứ nó không ở trong được. Quý Phật tử thấy nghe hay không? Hay không? Thành thử ra mình đừng nghĩ rằng mình là người học giỏi, mình là người có kiến thức, rồi mình khinh cái tâm ngạo mạn, tự thị, khi dễ. Và mình nói rằng mang cái tâm đó mà đi cật vấn, tham hỏi những vị thầy khác, thì đến vị thầy đó có diễn giảng bao nhiêu, có đem những tinh thần giáo pháp ra để trao truyền lại, thì nó cũng đầy ấp ở trong đầu của cái người đó rồi. Bao nhiêu kiến thức Phật pháp đó nó cũng không có dính ở trong cái tâm, trong cái đầu của cái người kiến thức của thế gian. Do vậy mà chư vị tổ đức của chúng ta thường hay giảng dạy là chúng ta đi chùa là phải đem cái tâm không mà đi chùa. Hả quý Phật tử ha? Phải đem cái tâm an lạc mà đi chùa, đem cái tâm hoan hỷ mà đi chùa, chứ đừng có đem cái tâm có mà đi chùa. Thưa quý Phật tử, có đó là gì? Có cái tôi, có cái chấp ngã và vọng chấp ngã, chứ nó không có cái ngã để mình chấp. Vọng chấp cái ngã đó, nhưng mà thực tế không có cái ngã để mình chấp, mà mình chỉ vọng thôi. Vọng có nghĩa là không có mà mình nghĩ rằng có. Cho nên biết Phật tử biết không, nhiều khi sinh hoạt ở trong chùa đó, trời ơi, nói chuyện với nhau khi mà nói đụng tới cái chấp ngã, bộ nó lớn lên, nó to lên. Thầy ngồi ăn cơm đây bằng ăn, nói nhỏ nhỏ chứ nói gì lớn dữ vậy ông. Cũng vì cái ngã của mình, cũng vì cái tôi của mình. Mà rồi nhiều khi mình la lên, hay là nhiều khi mình cái chuyện đó không đáng giận, mà mình để giận cái chuyện đó, mình không đáng nói lớn tiếng, mà mình cũng nói lớn tiếng, cũng vì cái ngã, cũng vì cái tôi. Mà cái ngã, cái tôi đó là vọng chấp, chứ nó không có, nó không có thật, thật để mà có. Và một cái lời nói thứ hai nữa là Đức Thế Tôn Ngài nói rằng chỉ có người trí của thế gian mới tranh cãi với Như Lai, còn Như Lai không bao giờ tranh cãi với người trí của thế gian. Quý Phật tự hiểu câu nói đó không? Chỉ có người trí của thế gian, có nghĩa là người mà có kiến thức học đường, người mà có bằng cấp, người có chữ nghĩa, thì những người đó hay lý luận, người đó hay tranh cãi với nhau. Mà Đức Thế Tôn nói rằng chỉ có người trí của thế gian mới tranh cãi với Như Lai, Như Lai không bao giờ tranh cãi với người trí của thế gian. Điều này được chứng minh Đức Như Lai có tranh cãi hay không? Là người trí của thế gian nói đây là cái nhà, phải không? Khi nói đến cái nhà thì nói đến cái nhà đó là cái nhà của tôi. Khi nói đến cái chiếc xe thì nói chiếc xe đó là của tôi, bình bông đó là bình bông của tôi, cái bàn đó là cái bàn của tôi. Nhưng mà Đức Như Lai cũng nói cái đó là cái nhà. Người trí của thế gian nói đó là cái nhà thì Đức Như Lai cũng nói cái đó là cái nhà. Cái hình thù của nó có bốn vách tường, rồi có bốn cái mái, rồi ở bên trong nó có ngăn ra làm phòng, rồi phòng khách, phòng ngủ, rồi phòng ăn, nhà bếp, vân vân. Thì Đức Như Lai cũng phương tiện nói đó là cái nhà. Nhưng cái nhà đó là do duyên sinh, chứ không phải là cái nhà đó thực tế có.
đúng không? Cái nhà đó do duyên sinh chứ đâu phải là cái nhà như quan niệm của người trí thế gian nói cái nhà đó là của tôi. Chữ của tôi có nghĩa là đã có cái ngã và cái ngã sở. Cái ngã là cái tự thân này, cái ngã sở là cái thuộc về của tự thân này. Nhưng mà thưa quý Phật tử, cái ngã đã không có thì làm sao có cái ngã sở? Nó chỉ có trong một thời gian nào đó thôi. Thời gian 5 năm, 10 năm, nhiều lắm là 100 năm hay hơn 100 năm. Rồi tự thân của chúng ta được gọi là cái ngã nó vốn còn. Mà khi cái ngã nó không còn thì làm gì có cái sở thuộc của ngã còn. Nói bây giờ mình còn sống nè, mình cho đây là cái ly của mình nè, màu đen đen nè, đựng nước nè. Nói cái ly này là cái ly của tôi đó nè. Nhưng mà thưa quý Phật tử, khi mà mình cái ngã không còn nữa, có nghĩa là mình chết, thì cái ly này nó đâu có theo mình được đâu. Nói lại ha, anh Điểm đến chùa Long Sơn lấy cái ly khi xưa của ông uống nước, bây giờ anh lấy anh uống. Anh nói cái ly đó là ly của anh. Nhưng mà đến 102 tuổi anh cũng xả bỏ báo thân rồi, cái ly còn đó. Quản bắt đến lấy nó, cái ly này của tôi. Vậy thì thưa quý Phật tử, đâu có cái gì của mình đâu. Không có cái gì của mình hết. Nó có trong cái giờ phút hiện tại đó. Nhưng mà khi mình xả bỏ báo thân, như ông bà của mình thường hay nói đó, rồi mình cũng đi hai bàn tay trắng. Tại vì mình sinh ra hai bàn tay trắng, cho nên khi mình sống 100 năm sau khi chết cũng đi bằng hai bàn tay trắng. Chứ đâu có ai mang theo được vòng vàng, lụa là, châu báu gì đâu. Nếu mà có người thân của mình mà có thương và bỏ vàng vào trong miệng của mình, lấy áo ấm rồi tắp lại trên tự thân của mình, rồi nó cũng tiêu ma tuế nguyệt hết, không có cái gì nữa. Vì vậy đó mà ôm đã đặt cái tên của quyển sách là Hư Tâm Học Đạo, tức là phải đem cái tâm rỗng suốt, đem cái tâm trống rỗng như nhiên mà học đạo, chứ không có đem cái tâm mà đầy ắp. Đầy ắp gì thưa quý Phật tử? Nhơn, ngã, vĩ, thử, buồn, vui, đố kỵ, tỷ hiềm, tranh chấp. Đem những cái tâm đó mà học đạo thì nó ít vô lắm. Tại vì trong tâm của mình nó đầy những cái đó rồi. Điều này được ví dụ như là trong một cái căn phòng, mà căn phòng đó chứa toàn là đồ cũ không à? Bàn sức cản, ghế gãy chân, rồi nồi niêu son đảo cũ kỹ hết rồi, chén đũa đồ cũ kỹ bỏ đầy trong cái phòng đó. Đến khi mình mở cửa ra, bây giờ mình muốn đem một cái bàn mới, mình muốn đem vô một cái son mới, mình muốn đem chén đũa mới vô để, không còn có chỗ để nữa. Cho nên hư tâm học đạo là đem cái tâm trống rỗng, rỗng suốt để mà học đạo. Học có nghĩa là học hành, đạo có nghĩa là cái đạo của mình, cái đạo của đạo Phật, học Phật Pháp. Cho nên với một cái đề kinh mà hư tâm học đạo, chúng tôi thấy được rằng vô cùng quan trọng khi mà trình bày cái ý chỉ nội hàm của bài giảng của ông khi xưa. Và bây giờ như đã xin phép ông rồi đó, ông cho đó, để mà trình bày lại cho quý nam nữ cư sĩ Phật tử nghe. Và khi mà chúng ta nghe những lời giảng dạy như thế đó, chúng ta thấy được rằng cái âm đức của ông luôn tuôn chảy giống như là cái âm đức của Đức Phật vậy. Đức Phật sinh ra đời, thì hiện vào đời sống 80 năm. Dạ, Đức Phật chỉ sống 80 năm thôi, không sống thêm nữa.
và giảng dạy những lời giảng dạy của Đức Phật để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta vô cùng vui mừng, chúng ta trở thành một người đệ tử của Đức Phật. Chúng ta thọ trì tam quy và năm giới. Chúng ta học hỏi giáo pháp của Đấng Thế Tôn và trở thành một người Phật tử dễ thương. Trở thành một người Phật tử thuần thành. Cái giá trị là cái chỗ thuần thành đó. Còn nếu mình cũng là người Phật tử mà mình ngông nghênh, mình và ý lại, mình khinh thường thì nó chưa xứng đáng là người Phật tử đệ tử của Đức Phật. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm được tâm người, chúng ta gặp Phật pháp, thọ trì Phật pháp, trở thành người đệ tử của Đức Phật và nghe những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn mà Quý Ôn khi xưa cũng y cứ vào trong kinh điển của Đức Phật để giảng dạy lại, để lưu lại như ngày hôm nay chúng ta đã có. Vậy thì thưa quý Phật tử, chúng ta và y cứ theo lời giảng dạy của Ôn trong quyển sách là hư tâm học đạt. À quý Phật tử ha, mỗi khi mà chúng ta đi chùa là chúng ta đi bằng cái tâm không, đừng đi bằng cái tâm có. Mà chúng ta đi bằng cái tâm không thì chúng ta mới có lợi lạc. Khi mà cái tâm của mình được an nhiên, khi mà cái tâm của mình được rõ suốt, khi mà cái tâm của mình nó không có dính mắc một cái gì ở bên ngoài, thì quả thật rằng cái tâm của mình phước đức. Chứ nếu mà mình dính mắc nhiều hình ảnh, nhiều chướng duyên ngoài đời quá, thì làm sao mình có sự an lạc và hạnh phúc được. Nếu dính mắc đó là cái buồn, dính mắc cái đó là cái sầu, dính mắc cái đó là cái không vui, mà mình cứ dính mắc mãi những cái đó thì lòng của mình không có được yên vui và hạnh phúc gì hết trơn. Bây giờ nè, nói nhỏ nhỏ thôi, quý Phật tử đang ngồi trong chánh điện này, mặc áo tràng nghiêm trang ngồi đính đạt để nghe Phật pháp, lòng của mình tĩnh lặng, lòng của mình an nhiên, lòng của mình tươi mát tự tại. Trong khi đó cũng trong giờ phút này thì sao? Trời ơi, hàng vạn người, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỷ người làm gì? Bòn chèn, bươn chải vì cái ăn, vì cái mặc của tự thân và gia đình. Họ đâu có cái nhân duyên được tốt đẹp mà ngồi một cách thanh thản, tươi mát như thế này để nghe giáo pháp đâu. Phải không quý Phật tử? Họ phải đi dành, họ phải đi giựt, họ phải đi kiếm cơm, họ phải đi kiếm áo, họ phải lo xây dựng đời sống của họ, thì còn có thì giờ đâu nữa để mà nghe giáo pháp. Mà giáo pháp là luôn hướng thân lập mệnh cho con người trên con đường giác ngộ và giải thoát. Giáo pháp luôn xây dựng cho con người có một đời sống đạo đức lễ nghi lành mạnh. Giáo pháp là một chất liệu để xây dựng cho con người có được phước thiện, có được phước duyên. Mà quả thật rằng trong đời sống ngày hôm nay, khi mà chúng tôi tiếp cận với quý nam nữ cư sĩ Phật tử đó, trời ơi, chúng ta thấy được rằng có những người nam nữ Phật tử họ mua đồ cúng dường cho chùa, đem công của mình đến làm việc để giúp đỡ cho chùa, tức là đem công sức, thời gian, tịnh tài, vân vân. Đâu có ai biểu đâu, mà tự lòng mình dấy khởi lên để rồi mua đồ cúng dường cho chùa, đem thời gian để phụng sự Phật pháp, đem công sức của mình để mà giúp đỡ cho chùa. Thưa quý Phật tử, đó là những cái tấm lòng quý kính ngay trong cuộc sống này. Và chính cái tấm lòng quý kính đó là cái nhân duyên, cái duyên lành của mình cho đời sau. Ông bà của chúng ta thường hay nói sao thưa quý Phật tử? Hả? Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết.
phải không? Mình ăn thì hết, mà nếu mà có đi làm được bao nhiêu mà mình ăn hết bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền mình tiêu cho hết bấy nhiêu tiền, thì cái cuộc sống của mình đâu có làm lợi ích gì cho ai đâu. Mà người khác ăn thì còn, còn cái đó là còn cái ơn, còn cái nghĩa, còn cái tình người. Còn nếu mà mình làm bao nhiêu, mình ăn hết bao nhiêu thì thôi, không có còn tình nghĩa, không có bạn bè, không có bà con quyến thuộc gì hết. Cho nên ông bà của mình một thời cũng đã học hỏi giáo pháp, cho nên tinh thần giáo pháp đã ăn sâu mọc rễ trong tâm thức của tổ tiên ông bà cha mẹ của mình trên cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua. Cho nên từ chỗ đó mà hiểu được cái tinh thần giáo lý vị tha. Mình ăn thì mình ăn thì hết, người khác ăn thì còn. Đó là được biến thái qua một trạng thái khác, qua ý nghĩ khác, qua cái tinh thần giáo pháp khác. Dễ thương vậy đó. Cho nên mỗi lần mà thấy quý Phật tử mà mua đồ đem lại cúng dường cho chùa, quý Phật tử đến chùa làm việc, rồi quý Phật tử giúp đỡ Phật tình, cái đó là cái phước duyên của đời mình. Cái phước duyên của đời mình mà các bậc thầy tổ của chúng ta thường hay nói là bộ ông tu cho ông chứ bộ ông tu cho tôi sao mà buổi sáng 4 giờ ông chịu dậy đi công phu vậy. Ông đi công phu là công phu cho ông chứ đâu phải công phu cho tôi đâu. Mà sáng nào tôi cũng nhắc. Rồi ông bà của chúng ta lại nói tiếp, tức là cái nền văn học bình dân của mình á, luôn luôn nhắc nhở mình. Nhắc nhở làm sao? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Quảng Bánh nó tu, nó làm việc ở trên tu viện, nó có phước đức của nó, chứ đâu phải là Quảng Bánh làm việc có phước đức rồi cho Mỹ Từ đâu. Nếu Mỹ Từ muốn có phước đức thì cũng phải đi làm việc như là Quảng Bách vậy đó, như là Điểm vậy đó, như là Quản Trí vậy đó. Do vậy mà ông bà của mình nói, ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc. Rồi ông bà của mình nói thêm gì nữa? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, đúng không? Khéo ăn thì mình khéo ăn thì tự thân của mình no, mà khéo co mình tự ngủ của mình, mà khéo đắp mền, khéo đắp mùng thì nó tự mình ấm thôi. Cho nên ông bà của mình biến qua một cái nền văn hóa dân gian khác, mang cái tính chất của đạo Phật ở trong đó. Cho nên nói ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc. Còn khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Còn nếu mà ai vụng ăn, vụng đắp thì sẽ bị đói, sẽ bị lạnh thôi. Cho nên tinh thần nhân quả đó, đúng, ai tu nay chứng, tôi tu anh không có chứng được. Nhưng mà ngược lại, song song với cái tinh thần đó thì nó lại hàm tàng một cái tinh thần khác nữa. Cái tinh thần mà một người làm đó, hàng trăm người hưởng, một người làm đó cả họ đều nhờ. Mà cái tinh thần đó cũng là phát xuất ra từ cái tinh thần của đạo Phật xả kỷ vị tha. Đó là tinh thần mà nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hưởng, đúng không? Một người làm phước cả họ đang nhờ. Quý Phật tử thấy cái tinh thần giáo pháp nó viên dung, khi thì nói rằng ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc. Nhưng bước qua một phạm trù khác thì giảng dạy rằng nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hưởng. Một người làm phước là cả hàng trăm hàng ngàn người được nhờ một cái đóa hoa mà nó tỏa mùi hương thơm ra, thì nó làm thơm lây qua những cái bụi hoa khác. Cho nên trong cái đời sống sinh hoạt và tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử,
chỉ cần 1, 2, 3, 4 người làm việc cho chùa thôi mà người ta họ nói trời ơi Phật tử của chùa Phật Đà dễ thương lắm. Lúc nào đến chùa cũng thấy Phật tử của chùa Phật Đà làm việc, làm suốt ngày, giúp đỡ từ bên ngoài ra đến bên trong. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được những cái tinh thần giáo pháp, những cái nền văn hóa của bình dân của người Việt Nam, thì quả thật rằng chúng ta làm, mặc dù đó là việc làm cá nhân của mình, bằng cái tâm tư của mình, bằng ý nghĩ của mình, nhưng mà được cái tiếng thôn lay dữ lắm, được cái tiếng thôn lay nhiều lắm. Cho nên ngang qua đề tài ngày hôm nay là hư tâm học đạo. Nhớ Nguyên Đạt và hư tâm học đạo nghe. Dạ, Nguyễn Hòa, dạ Tâm Quả, nhớ hư tâm học đạo nghe. Đem cái tâm rỗng suốt của mình để học đạo, đừng đem cái tâm đầy ắp những kiến chấp, những chấp ngã, những sự chướng ngại, những sự phiền não trong thế gian mà đi học đạo. Cho nên chúng tôi ngồi trên này, chúng tôi nhìn xuống thấy tâm tư của quý Phật tử ngay trong giờ phút này rỗng suốt hết, loại trừ hết tất cả những cái chướng duyên, những cái phiền não, để cho những lời giảng nó mới có ở trong tâm tư của mình. Còn nếu mà trong giờ phút này mình quá nhiều phiền não, quá nhiều sự buồn phiền, sầu muộn, thì những lời giảng dạy nó đâu có ở trong đó được. Cho nên với cái quyển sách mà ôn đặt là hư tâm học đạo, rồi đề tài thuyết giảng ngày hôm nay đó là chữ tu trong đạo Phật, để coi thử rằng ôn giảng chữ tu trong đạo Phật như thế nào ha, để chúng ta cố gắng chúng ta bắt chước theo nha. Dạ, cảm ơn quý Phật tử thật nhiều. Chữ tu trong đạo Phật chắc ai cũng hiểu rằng từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến khi mà trút hơi thở cuối cùng, trong đời thường chẳng hưởng được mấy điều vui. Cơn vui vừa thoáng qua thì cơn buồn lại kéo đến. Đã đành sanh già đau chết là bốn cái đại họa không ai tránh khỏi, mà những nỗi đói nghèo áp bức, oán thù gặp gỡ, ân ái chia lìa, hoàn cảnh lôi kéo cũng đủ làm cho chúng sanh đau khổ vô cùng. Đó là lời giáo đầu của ông trong chữ tu trong đạo Phật. Thưa quý Phật tử, từ khi chúng ta lọt lòng mẹ cho đến ngày mà chúng ta sống, rồi qua một thời gian, rồi chúng ta trút hơi thở cuối cùng. Thưa quý Phật tử, trong cái cuộc đời đó, nó có vui, nó có buồn lẫn lộn. Nhưng mà nếu theo quan niệm của nhà Nho, thì họ nói rằng thọt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Hả quý Phật tử? Nếu mà bảo rằng cuộc đời này là vui thì thọt sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Mà tự nhiên trần có vui cái trùng tên của thầy. Không biết làm sao ông cụ của thầy sinh ra thầy cái đồ đặt cái tên vậy đó. Cho nên trần có vui sao chẳng cười khì, khi hỉ nộ, khi ấy ố, lúc sầu bi, chứa chi lắm một bầu nhân dục. Nhân dục có nghĩa là cái lòng của con người ham muốn. Ham muốn cái vui, ham muốn cái buồn, ham muốn cái vừa lòng, ham muốn cái không vừa lòng. Cho nên trần có vui sao chẳng cười khì, con người sinh ra thì khóc chứ con người đâu có sinh ra cười đâu. Mà nếu mà con người mà sinh ra mà cười là nó khoái thai á, đúng không? Còn nếu mà con người mà em bé là mà sinh sinh ra chưa có khóc là bà mụ phải đánh trong
trong cái mong muốn nó bếp 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 để cho nó xong. Quý Phật tử thấy 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 ngược lời chưa? Phải không cụ? Dạ. Cụ sinh được mấy đứa con? Dạ, bốn. Ồ, bốn đứa. Mà đứa nào sinh ra cũng khóc hết, chứ không có đứa nào sinh ra cười. Dạ. Thầy biết mà. Cho nên thọt sinh ra thì đã khóc chóe, trầm có vui sao chẳng cười khỉ. Nếu cuộc đời này là vui thì sinh ra phải cười, tại sao sinh ra khóc? Khi hỉ nộ, khi ái ố, lúc sầu bi chứa chi lắm một bầu nhâm dục. Khi thì sầu bi, khi thì hỉ nộ, khi thì ái ố, chứa chi cho nhiều trong lòng này. Bỏ đi. Nhưng mà có khi nào mình bỏ được không? Khó lắm đó. Trời ơi, trời trưa nắng làm chàng cha nó ngồi trời. Mà có một người nào đó đến nói, trời ơi, cái thằng này mày đặt đi lên chùa làm Phật sự cái gì? Tôi thấy nó đi xuống dưới phố kia nè. Nó mà cũng đi lên chùa ăn chay gì được. Mà khi mà nói như thế đó, chạm tự ái của mình tự nhiên nổi nóng lên. Bây giờ mình đang làm việc cho chùa mà tâm của mình đang thanh thản, lòng của mình đang an nhiên. Mình làm cho tâm của mình để cúng dường lên mười phương chư Phật giúp đỡ cho chùa viện. Mà người ta nói khơi khơi thế đó, tự nhiên cái nổi giận lên à. Cho nên chứa chi lắm một mồm nhân dục là như vậy đó. Từ cái kinh nghiệm tu tập của thế gian mà những người trong cuộc sống họ có được những tư tưởng như thế đó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta là những người nam nữ, cư sĩ Phật tử, có lẽ nào chúng ta không hiểu được điều đó? Bởi vì chúng ta nghe bao nhiêu thời kinh rồi, chúng ta đọc bao nhiêu kinh điển rồi, chúng ta đi chùa bao nhiêu thời gian rồi. Cho nên thưa quý Phật tử, đây là cái lời mở đầu của ông, là hoàn cảnh buồn vui đau khổ lẫn lộn, nước mắt chảy ra tràn ngập cả đại thiên thế giới. Thưa quý Phật tử, dường như chỗ nào có con người, chỗ nào có chúng sinh, chỗ nào có đời sống của sinh động vật thì chỗ đó có nước mắt. Đúng không? Chỗ nào mà có con người sống, chỗ nào mà có sự sinh hoạt của các loài sinh động vật thì chỗ đó có nước mắt, chỗ đó có tình thương, chỗ đó có hận thù. Quý Phật tử biết cái câu chuyện một sáng hôm nọ, anh chàng thợ săn mang cung đi vào rừng để săn những con vật. Khi anh ta đi vào trong rừng, anh ta nhìn lên trên cành cây, hai mẹ con vượn. Con vượn mẹ nó cho con vượn con đang bú ở trên cành cây. Người thợ săn nhìn thấy hai mẹ con vượn đang nâng niu với nhau, đang cho bú mốn với nhau. Anh ta trương cung, anh ta bắn con vượn mẹ. Nhưng mà bắt đồ sao cái mũi tên cung đó, mũi tên nó bắn trúng con vượn con, và vượn con rớt xuống cành cây. Dĩ nhiên con vượn con chết đã đành. Con vượn con nó chết đã đành tại vì nó trúng cái mũi tên. Nhưng mà khi con vượn mẹ nhìn thấy con vượn con rớt xuống cành cây và nằm bất động trên mặt đất, vượn mẹ đến lật cái thân của con vượn con ôm vào lòng và cũng ngã ra chết. Thì người thợ săn cảm thấy ngạc nhiên, tại sao mình bắn trúng con vượn con chứ đâu có trúng con vượn mẹ đâu, vậy mà con vượn mẹ cũng chết. Khi đó người thợ săn lấy dao nổ bụng con vượn mẹ ra coi, thì ra ruột của con vượn mẹ đứt từng khúc. Quý Phật tử thấy nước mắt chưa? Như vậy là ở nơi xóm làng thành thị có nước mắt. Nước mắt của những người mẹ thương con, nước mắt của những người cha thương con. Nhưng trên núi rừng kia cũng có nước mắt. Nước mắt của những loài vật nó thương nhau. Chứ quý Phật tử đâu có nghĩ rằng là mình là loài người, mình mới thương người, thương con của mình, còn những loài vật nó không thương con của nó. Thưa quý Phật tử, nó thương con của nó dữ lắm đó. Những con loài vật.
Vậy thì ngay trong giờ phút đó, chúng ta thấy được rằng tình thương yêu của con vượng mẹ, nó thương con đến như thế nào mà ruột của nó phải đứt từng khúc để rồi nó chết theo con của nó. Quý Phật tử thấy nước mắt chưa? Thấy nước mắt chưa? Mà trên núi rừng đó, vậy thì trong núi rừng có những loài vật có biết bao nhiêu nước mắt ở trong đó. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy được rằng dạ, nước mắt mà người mẹ khóc con, nước mắt mà người con khóc mẹ, nếu tính đến theo thời gian vô lượng kiếp thì Đức Thế Tôn nói rằng nước mắt khóc cho nhau đó, nó nhiều như là nước của bốn biển. Nó nhiều như là nước của bốn biển. Mà trên thế giới này biết bao nhiêu loài người, biết bao nhiêu loài vật khóc cho nhau, nhiều lắm phải không thưa quý Phật tử? Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng nước mắt cha mẹ khóc cho con cái khóc cho cha mẹ, ông bà tổ tiên, dòng tộc khóc cho nhau khi mà xa rời nhau, khi mà âm dương cách biệt nhiều như là nước bốn biển. Và Đức Thế Tôn nói tiếp, sữa của người mẹ mà cho con bú để nuôi lớn đời con, nó cũng nhiều như là nước của bốn đại dương vậy. Tại vì từ vô lượng kiếp mà, chứ đâu phải là một đời này. Vô lượng kiếp trong quá khứ, rồi vô lượng kiếp trong tương lai, nước đó, sữa đó nhiều như là nước của bốn đại dương, chứ không phải là ít đâu. Đó là mình nói về cái hình tượng. Còn nếu mà mình nói về cái tự tánh, mình nói về cái trời ơi, nó còn to lớn dữ nữa, chứ không phải là mấy nhiêu đó đâu. Cho nên trong cái cuộc sống này, con người của chúng ta vẫn còn đầy dẫy sự tham lam, dục vọng nơi mỗi cá nhân cũng như toàn thể. Cá nhân của mình có tham lam, có dục vọng, có sân si xì dụ rồi. Nhưng mà nói đến tập thể, nó còn sân si xì dụ nhiều hơn nữa. Nói đến dân tộc của một quốc gia, trời ơi, thưa quý Phật tử, nó nhiều lắm, chứ nó không có đơn giản đâu. Chúng ta chỉ sống trong một cái quê hương này không thôi, mà ngang qua một quá trình, một năm, hai năm vừa qua, chúng ta thấy bao nhiêu sự khổ đau, chúng ta thấy bao nhiêu có người chết chóc, và chúng ta thấy tình cảm giữa người với người, dạ, nó mất mát quá nhiều. Và đến giờ phút này, dường như cái hậu chất đó vẫn còn, và ngày hôm nay chúng ta vẫn còn cưu mang đến cái sự khổ đau, sầu muộn từ cái tập thể của con người tạo ra. Chúng ta chỉ nói một cách sơ lược qua cái cảnh tượng ngày hôm nay, cũng thấy rõ đó là biển nước mắt đau thương bởi những cuồng vọng của con người gây tạo ra. Thế nên chúng ta tin chắc rằng tất cả đau khổ chỉ có một con đường ra để cho mọi người còn có nhìn nhau bằng cặp mắt từ bi, hay nói một cách khác là mọi người biết tu theo đạo giác ngộ và giải thoát. Chỉ có con đường đó thì chúng ta mới biết cảm thông, chia sẻ, khoan dung và hỷ xả cho nhau. Nếu mà chúng ta không có biết tu thì cái gì nó cũng có đầy ắp ở trong lòng của mình hết. Còn nếu mà mình biết tu thì cái gì nó cũng vơi đi ở trong lòng của mình, để cho mình được an lạc, để cho mình được hạnh phúc. Và quý Phật tử thử nghĩ, từ nhỏ đến giờ mình sống được bao nhiêu năm rồi? Quả
Còn Bách năm nay 70 chưa con? Năm sắp tới rồi thầy. Điểm năm nay bao nhiêu rồi con? 69 rồi hả? Nhưng mà nếu trong khoảng thời gian 70 nó 60 đó, mà nếu mình không có biết tu cho bản thân của mình thì quả thật là mình trôi qua một khoảng thời gian 60 năm, 70 năm vô ích. Mà ở trong Quy Sơn cảnh sách của tổ Quy Sơn giảng dạy cho quý thầy là trong đó có một cái câu dịch ra tiếng Việt là chỗ đi năm trước cất bước chẳng rời. Nó dịch một cách gọi là bình dân vậy đó, dịch một cách quê quê mùa mùa vậy đó, là chỗ đi năm trước cất bước chẳng rời, nghĩa là sao? Là cái gì nó cũng y là như vậy thôi chứ nó không có thay đổi gì trên rồi. 50 năm về trước mình không ăn chay, bây giờ mình cũng không ăn chay thì nó có thay đổi gì đâu. 50 trước mình không học kinh luận luận, bây giờ 50 năm sau mình cũng không học kinh luận luận. 50 năm trước mình sống với một đời sống của thế gian theo cái ước muốn dục vọng của riêng mình, và 50 năm sau mình cũng sống theo cái dục vọng của riêng mình. Nếu đứng trên tiến trình của tu chứng thì nó đâu có thay đổi một cái gì đâu. Cho nên tổ nói là chỗ đi năm trước cất bước chẳng rời, có cất bước mà không rời cái bước chân đi. Quý Phật tử thấy những cái tư tưởng thâm sâu không? Anh khi xưa là con người đó thích uống rượu, 50 năm sau anh vẫn tiếp tục uống rượu. Như vậy thì anh đâu có thay đổi gì đâu. Chưa nói đến những người mà thích hút thuốc đó nghe. 50 năm trước thì cũng hút thuốc, rồi 50 năm sau anh cũng vẫn tiếp tục hút thuốc thì anh đâu có rời, anh không có bỏ. Còn có những người nói đâu đó đâu, con đâu có hút hết thuốc đâu, con hút mà khi mà thuốc hết rồi nó chạy, thuốc nó cháy đến cái đó rồi con bỏ cái đó chứ con đâu hút hết thuốc đâu. Và mấy người họ lý luận như vậy đó, con đâu hút hết điếu đâu. Cho nên chỗ đi năm trước cất bước chẳng rời, để rồi chúng ta thấy được cái thân phận của con người. Nếu mà chúng ta không có biết thay đổi, nếu mà chúng ta không cố gắng tu tập thì làm sao chúng ta có thể hoán chuyển cái nghiệp đen trở thành cái nghiệp trắng được, đúng không? Mà nghiệp đen được gọi là hắc nghiệp, nghiệp trắng được gọi là bạch nghiệp. Bạch nghiệp có nghĩa là nghiệp trắng, đó là nghiệp tốt. Còn hắc nghiệp là nghiệp đen, có nghĩa là nghiệp xấu. Nhưng mà cái lời nói của tổ đó, bây giờ mình soi gương mình thấy của thì ra mình vẫn còn đen thùi lùi, chưa có trắng chút nào hết trơn hết rồi. Mà quý Phật tử thường nhìn cái thập một gương đồ, tức là 10 cái bức tranh trăng trâu đó, quý Phật tử nhớ không? 10 bức tranh trăng trâu của Thiền Tông Trung Hoa, thấy con trâu lúc ban đầu mà chưa được kẻ một đồng, quát cái nắm cỏ như thế này, để rồi quay đầu lại xỏ mũi kém về thì nó đen từ nơi mũi nó đen đến cái đuôi, nó đen xuống cái chân luôn, không có chỗ nào trắng hết trơn hết rồi, tại vì trâu ngon mà. Nhưng mà sau khi mà người chăn trâu giữ được con trâu qua cái nắm cỏ, con trâu nó quay đầu lại và người một đồng nó xỏ cái sợi dây vào trong mũi kéo con trâu về, thì thấy chừng đó cái mỏ của nó hơi trắng trắng rồi, chỉ mới có chút xíu đó thôi, vân vân. Thì trên tiến trình tu chứng cũng vậy, từ vô lượng kiếp đến giờ phút này mình vô minh. Vô minh có nghĩa là không có ánh sáng, vô là không, minh là sáng, là không có ánh sáng, còn là bóng đen không thôi. Mà bóng đen đó là bóng đen gì? Bóng đen tham, bóng đen sân, bóng đen si, bóng đen mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ giới, cấm thủ tà kiến, còn là bóng đen không thôi. Nhưng mà thực sự mà bây giờ mà chúng ta làm việc rồi ra tiếp xúc với những con người của xã hội đó, con người của xã hội, thực chất của con người của xã hội là mình thấy còn là tham sân si không, sân si xì dụ không,
không có được một cái niềm bình an và hạnh phúc, không có được một cái niềm thương yêu đến cho kẻ khác nữa. Họ không thấy được cái điều đó. Thì mà nhiều khi mình thấy mình thương cho họ. Và qua thời gian vừa rồi quý Phật tử thấy không? Trời ơi, thành phố của người ta như thế này vừa rồi chia ra để tự trị. Tự trị sao được mà tự trị? Cả một cái chính quyền liên bang, tiểu bang liên bang của người ta mấy chục năm, 3.000 năm lịch sử rồi, bây giờ rồi cắt đất ra cho tôi tự trị. Tự trị đâu được mấy bữa, mà tôi mệt quá tôi trả lại cho ông luôn. Quý Phật tử thấy cái tâm của con người chưa? Thành để đối với những con người đó không có tu. Còn mình là người Phật tử, mình có học giáo pháp của Đức Phật, mình phải tu. Mình không tu là uổng lắm, thưa quý Phật tử. Khi mà mình xả bỏ cái tâm nghiệp này rồi, mình theo cái nghiệp để mà nó đẩy mình đi. Nếu là đời sống hiện tại mà cái nghiệp của mình được gọi là bạch nghiệp, tức là nghiệp trắng, nghiệp thiện, nghiệp lành, thì chính cái nghiệp thiện, nghiệp lành đó một cái năng lực để nó đẩy mình đến chỗ được tốt đẹp. Còn nếu mà trong cuộc sống mình tạo lấy những nghiệp xấu, nghiệp đen, thì cái năng lực của nghiệp xấu nó đẩy mình đi đến chỗ để đầu thai thác sinh qua một đời khác. Mà khi nói đến bạch nghiệp và hắc nghiệp á, thì quý Phật tử đã nghe chúng tôi thuyết giảng nhiều lần rồi. Bạch nghiệp ở trong kinh được ví dụ cho bơ dầu. Quý Phật tử biết bơ dầu không? Bơ dầu thì nó có trọng lượng không? Nó có nặng không? Nó có chìm không nhé? Dạ đúng rồi, bơ dầu. Bây giờ mình đem bơ dầu đó mình bỏ trên mặt biển, trên mặt ao, bơ dầu đó nó đâu có chìm không? Mà dù cho bây giờ nó đã không chìm rồi, nó đã có cái tính chất là không chìm, thì bây giờ mình có lấy một cái tảng đá trong cân để mình đè nó thì nó cũng tránh qua chỗ khác và nó tiếp tục nổi, chứ nó không chìm xuống dưới đáy hồ, đáy biển. Đó được gọi là bạch nghiệp. Còn hắc nghiệp thì ở trong kinh được ví dụ cho tảng đá ngàn cân. Một tảng đá ngàn cân mà bây giờ đem để đến mặt biển thì sao? Bây giờ mình không có nhận nó nữa, nó cũng chìm. Tại vì tính chất của nó là như vậy mà. Cho nên khi mà chúng ta tạo nghiệp thiện á, có nghĩa là bạch nghiệp, thì chúng ta sẽ đi đến chỗ thiện. Chúng ta sẽ được nổi trên mặt biển. Dù cho chúng ta có lấy cây tập nó hay là lấy ván đè nó, thì nó cũng nổi trên mặt biển. Nó không chìm xuống dưới đáy biển, tại vì tính chất của nó. Còn nếu mà tảng đá ngàn cân, 100 cân mà bây giờ để trên mặt biển, để trên mặt nước, thì dù mình có muốn nó nổi, nó cũng không nổi, tại vì tính chất của nó là chìm. Quý Phật tử, bữa nay Thầy nói nó chậm chậm. Mấy lần trước nói ra, trời ơi sao mà ôn nói nhanh quá vậy? Bây giờ phải nói chậm lại. Rồi khi mà chúng ta để một tảng đá 100 cân trên mặt nước, bây giờ tảng đá nó chìm xuống dưới đáy nước, nó chìm xuống dưới đáy hồ, rồi mình đứng ở trên bờ, mình nói nguyện thạch phù xúc, có nghĩa là cầu nguyện cho cái tảng đá nổi lên trên mặt nước, cầu nguyện cho tảng đá nổi lên trên mặt nước. Tảng đá có nổi lên mặt nước được không? Cả một đời mình làm toàn là nghiệp đen không à? Mình chưa bao giờ biết bố thí là gì, chưa bao giờ biết cúng dường là gì, chưa bao giờ biết làm một việc gì có lợi ích cho ai, chưa bao giờ đến một niềm vui san sẻ đến cho kẻ khác. Thì làm sao mà nguyện thạch phụ xúc được? Tức là nguyện cho tảng đá nổi lên, nguyện cho tảng đá nổi lên. Cho nên nếu chùa mà cần một chiếc xe truck đi mua phân, đi đổ rác, thì
thì Nguyên Đàm phải giúp cho thầy đã nghe chưa, lái xe trọc lại đây để đi mua phân cho thầy, đi về trồng cây, đi về trồng rau, hoặc là đi đổ rác, vân vân. Đó là cái tâm của người Phật tử làm Phật sự cho chùa, giúp cho chùa một cái công việc nho nhỏ như thế đó. Nhưng mà quý Phật tử biết được không? Cái quả của nó to lớn lắm. Quan trọng là cái lòng thành của mình. Mà như bao nhiêu lần chúng tôi đã thưa với quý Phật tử đó, ở nơi quê hương Ấn Độ nó có một cái loại cây. Mà quê hương Ấn Độ đó có một loại cây đó, người dân Ấn Độ đó, họ đem đến mùa trồng đó, họ đem cái một cái hạt giống đó hả thưa quý Phật tử, đem trồng xuống ở trong cái mảnh vườn của họ. Mà cái hạt giống của giống cây đó nó nhỏ như là cái ngón tay vậy thôi. Nhưng mà sau khi bỏ hạt giống xuống dưới đất, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, nó cứ lớn lên một cây sum sê to. Và cái cây đó nó cho một mùa hai trái, chứa bằng nửa cái căn phòng này. Phải không quý Phật tử? Cái nhân nó chỉ là bằng cái ngón tay út thôi, mà cái quả của nó chứa một phòng, quý Phật tử thấy chưa? Như trên quê hương Việt Nam của chúng ta có những cái hạt giống gì ha? Hạt giống mè ha? Cái hạt cũng có cái xíu xíu cho mấy bằng cái đầu cây kim thôi. Nhưng mà chúng ta gieo nhiều hạt mè bằng cái đầu cây kim xuống trên cái thửa ruộng đó, sau một mùa rồi chúng ta đi hái hạt mè chứa cả thúng luôn. Quý Phật tử thấy chưa? Chúng ta chỉ tạo một cái nhân nho nhỏ thôi, nhưng mà đưa đến một cái kết quả to lớn lắm. Nếu cái lòng của mình chân thành, cái lòng của mình biết chia sẻ, cái lòng của mình muốn làm lợi ích cho kẻ khác, thì chính cái nhân nhỏ đó nó đưa đến một cái kết quả to lớn. Thưa quý Phật tử, xưa nay các bậc thánh nhân, các vị đã giác ngộ như chư Phật, chư Bồ Tát, không vị nào mà không trải qua cái con đường ấy, tức là con đường khổ cực gian truân vất vả, tinh cần tu học. Như Đông Lương Hoàng Sám mà chúng ta lại mỗi năm ở nơi chùa Phật Đà, ở trong đó có nói rằng khi mà chúng ta lại sám, chúng ta thấy mỏi lưng đau cẳng thì chúng ta cho rằng cái chuyện tu hành là hủy hoại cơ thể, làm cho thân thể mệt nhọc thôi, trong giờ lại sám hối đó thôi, giờ mình đắp mình ngủ, trời ơi thấy thân thể của mình nó khỏe mạnh chưa, nó đâu có đau lưng, nó đâu có mỏi cẳng đâu. Người ta quan niệm như vậy đó. Như vậy là tu có nghĩa là làm hư thân hoại sắc. Nhưng mà trong kinh, trong Lưu Hoàng Sang nói biết rằng nó có mỏi cẳng, nó có đau chân đó, nhưng mà cái mỏi cẳng đau chân đó một chút rồi nó sẽ hết, nhưng mà đời sống trong tương lai của mình sẽ được bình yên, sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình cái đắp chiếu dọc mà nằm nó ngủ hoài thì rồi đời mình sẽ khổ dài dài, sẽ khổ dài dài. Cho nên cái như đau khổ, cái như mệt mỏi một chút, nhưng mà cái quả sẽ có được tốt đẹp to lớn ở ngày mai. Còn ngày hôm nay mình muốn có một cái nhân bình yên và hạnh phúc chút chút là đắp chiếu để mà ngủ, nhưng mà cái quả trong tương lai là sẽ làm cái con rắn cứ nằm mòi mà không có ngồi. Và ngang qua cái câu chuyện đó, chúng tôi nhớ ngang qua câu chuyện vui vui chúng tôi kể cho quý Phật tử nghe. Hai thầy trò ở trong chùa, cái vị sư phụ đó nói con phải tinh tấn tu hành đi, đến giờ ngồi thiền không chịu ngồi thiền gì hết trơn hết rồi, đến giờ lên tụng kinh cũng không chịu lên tụng kinh ngồi thiền gì hết trơn hết rồi, coi chừng là con tạo lấy cái dương mà không chịu ngồi thiền á, kiếp sau con làm con rắn con nằm biết mà con không ngồi. Thế là người học trò cũng ngủ ngán nói rằng bây giờ sư phụ tạo lấy cái nhân ngồi thiền, biết sau khi sư phụ chết đó, sư phụ làm con cóc ngồi hồi mà không nằm. Quý Phật tử thấy hai thầy trò nói chuyện chưa? Dạ, thầy thì nói là con không chịu lo ngồi thiền rồi dưới trên chuông đại hồng chung rồi đánh, nằm ngủ không chịu ngồi dậy.
Thì kiếp sau con coi chừng nha, con coi chừng vì cái như ngày hôm nay nghe tiếng chuông đánh mà không chịu ngồi dậy, kiếp sau con làm con rắn cái nằm ngồi mà con không được ngồi. Chú Tiểu đó cũng cũng thông minh đó. Đó bây giờ sư phụ mà cứ ngồi thiền biết mà không chịu ngồi đồ á. À, sư phụ cứ ngồi thiền biết mà không chịu nằm đồ á. Tiếp sau sư phụ chết là sư phụ làm con cóc ngồi hồi mà không nằm. Hai thầy trò nói chuyện nghe vui không? Thì thưa quý Phật tử, đó là cái câu chuyện thiền ở trong nhà thiền nói để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta không có cố chấp vào trong một cái lĩnh vực nào hết. Nhiều khi chúng ta nằm mà chính là chúng ta định tâm, hay là nhiều khi chúng ta ngồi mà chúng ta định tâm. Không cần thiết chấp nhất vào trong cái ngồi hay là cái nằm. Điều quan trọng là chúng ta phải gìn giữ cái tâm của chúng ta được định tĩnh, cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái hình tướng ở bên ngoài, ngồi mà mình nghĩ thôi, suy tư cả tam thiên đại thiên thế giới này, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu là hình màu sắc, thì cái ngồi đó là cái ngồi loạn tâm chứ không phải là cái ngồi định tâm. Còn nếu mà chúng ta nằm mà chúng ta tâm được định tĩnh, chúng ta gìn giữ tâm của mình được an lạc, thì thưa quý Phật tử, đâu nhất thiết gì theo cái hình tướng ngồi hay là nằm. Tuy nhiên trên cái bước qua một lĩnh vực khác, qua cái phạm trù của oai nghi á, thì chúng ta phải gìn giữ. Oai nghi á, là mỗi khi chúng ta ngồi là chúng ta phải ngồi xếp bàn đàng hoàng tử tế. Còn khi mà chúng ta nằm là phải nằm nghiêng qua hông tay phải, cái dáng cát tường. Cho nên khi mà chúng ta học như thế đó để chúng ta hiểu được rằng Phật Pháp bất định Pháp. Hả quý Phật tử ha? Phật Pháp được gọi là bất định Pháp, có nghĩa là không có cố định. Có chỗ thì Đức Phật giảng dạy rằng con phải gìn giữ giới thứ tư là không được nói dối, không được nói láo, không được nói những điều không đúng sự thật. Nhưng mà vì phương tiện cứu độ mạng sống của những người khác, vì phương tiện để mà cứu độ mạng sống của những người khác, thì Đức Thế Tôn nói thôi, vì lòng từ bi mà mình khai triển cái phương tiện đó ra để cứu sống mạng người khác, cho nên mình nói dối. Quý Phật tử thấy không? Nhưng mà tinh thần tu tập và cứu độ chúng sinh nó vẫn không có sự khiêm khuyết, luôn luôn là tròn đầy, luôn luôn là viên dung. Mình nói dối vì phương tiện nói dối mà để cứu mạng sống của con vật, thì tại sao mình không nói dối? Nếu mình nói thiệt con vật nó chết thì sao? Còn quý Phật tử đã nghe qua câu chuyện người thợ săn và đuổi theo con nai đó, gặp người thợ rèn hỏi chứ ông có thấy con nai chạy hướng nào không? Người thợ rèn thấy con nai chạy về hướng nam. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông, tôi nói thật, con nai chạy về hướng nam, ông đuổi theo, ông bắt con nai sao? Cho nên người thợ rèn đó, thay vì nói con nai chạy hướng nam, nói con nai chạy hướng bắc rồi. Quý Phật tử thấy phương tiện chưa? Phương tiện để mà cứu mạng sống cho người ta, thì mình sẵn sàng mình nương vào cái phương tiện đó để mà mình nói. Nhưng mà nhớ là phương tiện nha, chứ đừng có lợi dụng cái phương tiện đó mà để rồi mình nói trở thành cái lợi dụng cho mình thì không được. Như đi ngoài đường có một người tấm lòng chân thật, họ nhìn trên đường thấy có một cái gói, đến khi mở ra họ thấy trong cái gói đó là một gói tiền 10.000 đô. Nhưng mà họ nghĩ rằng cái này không có tiền của mình mà sao mà lấy chi. Đem vô cái nhà bên vệ đường nó hỏi, anh có phải thấy ai rớt cái tiền này không, ở ngoài đường không? Hỏi bao nhiêu? 10.000 đô. À không, cái tiền của tôi mới rớt hồi nãy đó. Không phải là vì phương tiện để mà mình lợi dụng, mà cái gì không phải của mình thì mình không có nhận. Cho nên ông bà cha mẹ của chúng ta thường hay nói, thưa quý Phật tử, mỗi khi mà thầy giảng như thế này, thầy thường hay nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ.
Tại vì ông bà tổ tiên của mình dạy mình nhiều lắm, dạy mình rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Có lẽ như bao nhiêu lần đã thưa với quý Phật tử đó, là ông bà tổ tiên của mình sống trên cái dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua, cho nên ông bà tổ tiên của mình đã hiểu được Phật Pháp. Và hiểu được Phật Pháp cho nên thể hiện qua cái đời sống hàng ngày cũng là Phật Pháp. Cho nên ông bà tổ tiên của mình nói là của phi nghĩa có giàu đâu, sống cho ngay thật, giàu sau mới bền. Phải không ông Quang Trí? Đúng, nó là như vậy. Của phi nghĩa có giàu đâu, của phi nghĩa mà mình có lấy rồi mình cũng tiêu thời gian rồi nó cũng hết. Có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sau mới bền. Ông bà của mình dạy con cháu của mình vậy đó. Phải không cụ? Cụ đã từng dạy cho chị Huệ Thảo chưa? Có hả? Cụ dạy cái gì chị Huệ Thảo? Cười. Dạ. Thành thử ra đó là những cái điều mà ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta dạy chúng ta nhiều lắm. Và những bài học đó vô cùng hay ho, vô cùng tốt đẹp để xây dựng mỗi người có một đời sống đạo đức lễ nghi, làm người trong xã hội. Làm người trong xã hội. Cho nên hồi nhỏ, mà thầy còn nhỏ, bị má của thầy đánh thầy hoài. Đánh xong rồi, đóng cửa lại, nhốt ở ngoài hè, không cho vô. Hồi đó thì mình hờn, mình giận ba mẹ của mình. Nhưng mà bây giờ mình lớn lên rồi, mình thấy mình thương ba của mình. Mình thấy mình thương mẹ của mình nhiều hơn. Nhiều khi cái dạy của người cha, cái dạy của người mẹ, nhiều khi nếu là người mà ở ngoài nhìn vào thì họ nói như vậy là điều không đúng, nhưng mà thực sự trong tâm tâm của cha mẹ muốn giảng dạy, rèn luyện theo cái kiểu bình dân của người dân Việt Nam ở miền quê thì quả thật là như vậy. Cũng như là mình thời gian mà mình làm điệu, trời ơi, bị thầy quấn lên quấn xuống, bắt nhịn đói không cho ăn cơm đấy chứ. Nhưng mà nhờ những cái phương thức đó, đối với trên quê hương Việt Nam, trên cái đời sống mà nhiều thập niên về trước, thập niên 60, thập niên 50, thập niên 40, thập niên 20, vân vân, thì chính những sự giáo dục đó là một cái sự giáo dục mà cả một cái thế hệ đều được tốt đẹp. Còn đến ngày hôm nay mà chúng ta sống mấy tháng mọi ngày, trời ơi, cái gì cũng dễ dãi, cái gì cũng có đầy đủ, cái gì cũng phải, cho nên thấy hơi cha mẹ nói con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Cũng thấy hay không? Tự nhiên nói con đặt đâu cha mẹ ngồi đó à? Mỗi lần đi chùa đến đây cái Huệ Thảo nói mẹ ngồi trên cái ghế đó. Thế là cụ phải ngồi trên cái ghế đó chứ không được ngồi ở dưới sàn nhà, tại vì cũng đau lưng. Cho nên gọi là con đặt đâu mẹ ngồi đó là vậy đó. Nhưng mà ngược lại, trên quê hương Việt Nam nhiều thập niên về trước thì sao? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà lại còn nói cá không ăn muối cá ương, sao để thư tụ? Con cãi cha mẹ ăn đường con hư. Đúng rồi, con cãi cha mẹ là tranh đường con hư. Con thấy không, con đi? Vậy cũng phải gần ngàn đường thấy gần ngàn đường. Con cãi cha mẹ là tranh đường con hư. Mà quả thật là như vậy. Cha của mình, mẹ của mình muốn cho người con của mình được lớn khôn, muốn cho người con của mình được hữu dụng, muốn cho người con của mình làm lợi ích cho quốc gia dân tộc, tu tập cho bản thân. Cho nên cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Hồi nãy giờ thầy giảng mà thầy nói gì toàn là chuyện của ông bà tổ tiên cha mẹ không à? Thương ông bà tổ tiên cha mẹ của mình dữ lắm. Rõ ràng đó là một bài học xây dựng kiện toàn, vun quén cho con người trở thành tốt. Cho nên ngày hôm nay
mà Nguyên Đàm, Nguyên Hòa giữ cháu nội, giữ cháu ngoại là phải giảng dạy cho nó nghe nghe chưa, chứ không phải là cháu đặt đâu ông bà ngồi đó nghe chưa, phải giảng dạy cho nó nghe chứ không phải là nó con cháu đặt đâu ông bà ngồi đó, không được. Mình phải sống với cái nền văn hóa của mình. Dạ, rõ ràng nó là như vậy đó. Con người sống trong cái xã hội này, chúng ta cần phải có đạo đức, có lễ nghi. Mà chúng ta có đạo đức, chúng ta có lễ nghi thì quả thật là chúng ta có vung vén xây dựng cái đời sống của mình có ích lợi. Còn nếu mà chúng ta sống một cách buông xả thì quả thật rằng dạ nó hư hao dữ lắm thưa quý vị. Mà không phải nó chỉ hư hao đời này mà nó còn hư hao ở đời sau nữa. Cho nên ngồi trong ngôi chánh điện này, thầy thấy chỉ có một người có phước nhất, người đó là Điểm. Chủ nhật nào cũng lên dọn cơm cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của quý nam nữ cư sĩ Phật tử thờ trên bằng linh ăn hết trơn hết rồi. Thành ra Điểm là người có phước đức nhất. Mà quý Phật tử đã hiểu được, đã nghe được ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, trong kinh đó Đức Phật dạy, nếu một người mà nấu cơm cho một người ăn không bằng một người đó nấu cơm cho 100 người ăn. Đúng không? Đơn giản đó là như vậy. Câu chuyện còn dài nhưng mà thầy nói như thế đó. Người nào mà hoan hỷ, vui vẻ, biết lo lắng, cung phụng cho nhiều người ăn thì người đó có phước. Mà Điểm thì ngày chủ nhật nào cũng lên nấu cơm, ngày chủ nhật nào cũng gắp cơm để trong dĩa, bớt cơm để trong chén, đem đũa lên sắp trên bàn linh. Mà trên bàn linh đâu phải một người, hai người, năm người, mười người, hàng trăm người trên đó. Mà bữa nào, ngày chủ nhật nào cũng được ăn dâu cơm của Điểm, đêm mình cúng mà trơn hết rồi. Quả tình có phước. Trong đó có những người thân thương của quý Phật tử ngồi trong ngôi chánh điện chùa Long Sơn, được thừa hưởng cái âm phước, cái hương thơm của những đồ ăn có phước. Không những lo cho người sống mà còn lo cho người chết. Không những phụng sự cho người sống mà còn phụng sự cho người chết. Quý Phật tử thấy tinh thần của Đạo Phật chưa? Chứ đâu phải là tinh thần của Đạo Phật chỉ lo cho đời sống của con người mà không biết lo đến cái tâm linh, cái sự chết của con người đó. Lo hết, sống cũng lo, chết cũng lo. Quý Phật tử thấy Đạo Phật có tình có nghĩa chưa? Tại vì con người đó một thời sống với mình, bây giờ họ hết nghiệp rồi, hết nghiệp của đời sống hiện tại, họ xả bỏ bóng thân để tiếp tục đi trên cái con đường qua một đời sống khác. Nhưng mà cái tình, cái nghĩa nó vẫn còn ở đây chứ, nó đâu có mất đâu. Mà người mà biết phụng sự cho những cái hương linh như thế đó, quả thật là có phước. Chư vị hương linh có cơm để cúng, có cơm để cúng cho chư vị hương linh, có trà, có quả, có hương hoa, long hoa. Đó là cái tình, cái nghĩa của Đạo Phật đối với cái đời sống của con người, cũng như đối với sự chết của con người. Không phải là mình sống, không phải là con người còn sống thì Đạo Phật mới phụng sự, con người chết thì không có phụng sự. Con người chết như bao nhiêu lần đã thưa quý Phật tử đó, nó chỉ thay đổi cái hình thái thôi, nó chuyển qua một cái trạng thái khác thôi chứ đâu cũng chết. Cho nên đời sống ngày hôm nay và có đời sống của mai sau. Vì có đời sống của mai sau cho nên đời sống ngày hôm nay phải an hiền ở lành, phải chân thật, nhớ ngàn quả bách. Phải an hiền ở lành, phải chân thật với lòng của mình, đừng có gian dối.
mà cũng là ông bà cha mẹ của mình nói nữa. Hồi nãy giờ thầy nhắc ông bà cha mẹ không? Ông bà cha mẹ tổ tiên của mình nói. Người khác thì không biết rằng mình nghĩ gì, người ở bên ngoài thì không thấy được tâm tư của mình suy tư như thế nào, nhưng mà mình đâu có giấu được lương tâm của mình, phải không? Đúng không con Điểm? Mình đâu có giấu được lương tâm của mình. Lương tâm của mình nghĩ thiện, lương tâm của mình nghĩ ác, lương tâm của mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mình biết. Nhưng mà người khác họ đâu có biết. Người khác ở ngoài nhìn vào thì họ thấy được tâm tư của mình nghĩ gì. Nhưng mà ngược lại, mình biết rằng mình đang nghĩ thiện, mình biết rằng mình đang nghĩ ác, mình biết rằng mình đang nghĩ không thiện, không ác. Như vậy là mình không có dối được với chính mình. Cho nên đừng nghĩ rằng ở bên ngoài người ta không nhìn vô, không thấy cái lương tâm của mình nghĩ gì. Nhưng mà thực sự mình là một quan tòa đúng đắn, chân thật nhất đối với chính mình. Đừng tưởng rằng người ta không thấy rồi đó. Ô, ông trời cao không làm gì có mắt. Nhưng mà trời cao có mắt đó nghe chưa? Có mắt không thấy. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta biết ăn hiền, biết ở lành, biết thương người, biết gìn giữ những cái gì mà cái đó là cái tình, cái âm, cái nghĩa. Đừng có bao giờ mà quên đi những cái thật tình nó là như vậy đó. Kinh nghiệm của đời sống của cá nhân thầy năm nay là cũng thuộc về hạng thất thập cổ lây hy rồi đó. Dạ, thất thập cổ lây hy rồi đó. Thành ra bao nhiêu những cái cuộc đời buồn vui lẫn lộn, nên hư đắc thấp, nó trôi qua trước mắt của mình thấy rõ. Cho nên đúng cũng là câu nói của Nho Giáo, mà cái câu nói của Nho Giáo họ nói cũng đúng đó. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bát hoạt, ngũ thập tri thiên mạng, lục thập nhi nhĩ thuần. Người mà sống 60 tuổi rồi, đến 60 tuổi rồi, nói cái gì cũng ok hết. Không có thắc mắc, không có đặt vấn đề, không có khó khăn nữa. Và đến năm 60 tuổi rồi, con cháu nó nói gì cũng nghe hết á. Chị Quảng Hoa mà nói rằng: mẹ ơi, hôm nay là mùa Vu Lan đến rồi, mẹ nấu cho chùa một nồi bún riêu đi, là chị Quảng Hoa cũng nghe. Đúng là như vậy. Mùa Vu Lan tới rồi thì giờ con nó biểu mình nói một nồi bún riêu thì thôi, mình cũng nghe theo lời nói mình nấu cho nó nồi bún riêu cúng dường cho Phật tử đi chùa. Lục thập nhi nhĩ thuận có nghĩa là 60 tuổi rồi là cái gì nghe cũng xuôi tai á. Nhưng mà xuôi tai đây không phải là bà phải nha. Xuôi tai đây mình hiểu được đó là cái lẽ phải, cho nên mình nghe theo mà mình không có thắc mắc, không có đắn đo, không có gì. Lục thập nhi nhĩ thuận, rồi thất thập cổ lai hy. Dạ, nhà Nho họ nói như vậy đó. Cho nên ai mà ngày hôm nay mà 70 tuổi là mình thấy mình vinh hạnh lắm á. Từ đứa đến giờ chưa dạ, thấp thập cổ lai hy. Như bà cụ mà đang ngồi trên ghế đó là đúng rồi, 80 rồi. Nghĩa là ngồi vòng gương tỏa chân cao thấp, không còn bị dính mắc cái gì trong thế gian này nữa hết trơn. Thấp thập cổ lai hy mà. Hỷ hộ ai đó là bỏ hết. Không có hỷ, không có nộ, không có ái, không có ố, không có gì hết. Giữ cái tâm của mình được tĩnh lặng như thế đó thì quả thật là đó là sự hạnh phúc to lớn của đời mình. Chứ không phải là mình ngồi đó rồi mình tính toán, ngồi đó là mình đếm, ngồi đó là mình lóc lóc thì khổ lắm. Nó tại sao? Bữa hôm ta đếm 50 rồi bây giờ. Mà bây giờ chỉ còn có 45 ha. Chắc có lẽ là chị Huệ Thảo lấy 5 đồng của tao rồi phải không? Nhưng mà thực tế không phải là như vậy. Mình giữ tâm của mình được tĩnh lặng, giữ tâm của mình thôi. Hồi bữa qua mình đến 50, bây giờ còn 45 cũng được, cũng sáng. Hoan hỷ tất cả mọi việc này.
Dạ. Vui vẻ mọi việc là mình được sống lâu, mình được tươi tắn, mình được văn văn và văn văn. Thưa quý Phật tử, đời còn như thế, huống chi đạo Phật, một đạo chú trọng mục đích tự giác giác tha, tự lợi lợi tha. Hơn cả mà lại không quan tâm đến sự tu trì hay sao? Quý Phật tử thấy chứ? Người ngoài đời nhiều khi đối với đạo nho, đối với đạo lão, vân vân, họ còn có được cái sự ý nghĩ để họ tu tập cho bản thân của họ. Mà họ nói rằng lục thập như nhĩ thuận, thất thập cổ lai hy. Còn biết bát thập thì sao biết? Cửu thập sao không biết? Mà quý ôn của mình là sống đến cửu thập đó. Sống đến 100 đó, 100 hơn đó. Bà nội cháu 105 đó thầy. Ồ. Bà nội cháu giống bà nội của nó hả? Bà cố hả? Dạ, vậy đó. Thấy chưa? Nhờ cái tâm thanh thản, nhờ cái tâm an lạc mà sống lâu. Ai mà cái tâm an lạc, ai mà sống lâu, ai mà yên vui thì người đó được sống lâu, bởi vì nó không làm hao tổn cái tâm tư, cái khiếu hiếp trong người của mình, cho nên được sống lâu. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng thánh thản, lúc nào cũng vân vân. Còn những người nào mà lắm giận hờn, lắm to tiếng như tâm quả kia, tâm quả mà nó to tiếng kiểu đó là tôi biết là ông sống có nhiều lắm đâu, cũng 102 lấy hai. Ông nói to tí kiểu đó là tôi biết thế nào, ông sống 102 tuổi à, không có sống hơn đâu. Do vậy mà Đức Thế Tôn giảng dạy ở trong kinh để lại và ở nơi đây, cô nói rằng chúng ta sống cần phải có một cái tiêu đích, đó là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, mà không có để tâm ưu sầu phiền lụy. Nếu chúng ta để tâm ưu sầu phiền lụy quá nhiều làm tổn cái sự sống của mình, hao tổn cái khí huyết của mình. Do vậy mà sống cần phải yên vui, ăn nói cần phải nhỏ nhẹ, lịch sự, đừng có giận hờn nổi nóng với nhau nhiều quá. Mà giả dụ như có nổi nóng với nhau hay giận hờn với nhau cũng 5 phút thôi nghe con, đừng có giận cách đêm nha. Yeah. Đức Phật dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm rằng như tùy, như tuy lịch kiếp ức trì Như Lai bí mật diệu nghiêm, bất như nhất nhật tu vô lậu nghiệp. Có nghĩa là Đức Phật dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm, ở trong kinh Lăng Nghiêm rằng giống như là một người mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp, hay là một người mà sống lâu trăm tuổi mà không hiểu Phật pháp gì hết, không hiểu điều thiện gì hết, không làm lợi ích gì cho ai hết, thì không bằng một con người mà chỉ có sống một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, một năm mà biết tu tập, biết làm lợi ích cho kẻ khác. Hà quý Phật tử, mình sống lâu một chi cho nặng đây đó. Mà mình không làm lợi ích gì cho ai, mình không biết thương tưởng gì cho ai, mình không biết giúp đỡ gì cho ai hết trơn hết rồi, thì mình sống ở đó có lợi ích gì cho ai đâu. Sống nặng trái đất thêm mà. Trong khi đó trái đất nó còn mình lên, để làm sao? Để nó chuyên chở mình đi, để nó chuyên chở mình ngồi, mà không làm lợi ích gì cho ai, dù là một lời nói, dù là một cử chỉ, dù là một cái thái độ nhỏ nhặt, mình cũng làm lợi ích gì cho ai, thì quả thật là biết sao. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta làm được gì, dù đó là một việc thiện nhỏ, chúng ta cũng cố gắng làm.
Dù rằng một lời nói nhỏ mà đem lại sự an vui cho kẻ khác thì chúng ta cũng phải cố gắng làm. Chúng ta làm đừng có lợi dụng vì mình. Chúng ta làm không vì cái sự thành thật của mình là được rồi. Còn mình làm vì cái thành thật của mình, vì cái tấm lòng quý kính của mình, vì cái con đường tu tập của mình. Cho nên quý Phật tử đang nghe, dù rằng một việc thiện nhỏ mình cũng phải làm, dù rằng là một việc ác nhỏ chúng ta cũng không làm. Quý Phật tử nhớ điều đó ha. Chúng ta dấy khởi lên một cái ý nghĩ bất thiện đối với người khác, chúng ta cũng không có dấy khởi ý nghĩ bất thiện nữa. Mà dù là một ý nghĩ thiện nhỏ, chúng ta cũng phải xây dựng nó, chúng ta cũng phải thiết lập nó trong cái tâm tư của chính mình. Và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi xin phép được trình bày đến đó, rồi kỳ sau chúng ta sẽ tiếp. Dạ, hai chữ đồng. Cảm ơn quý Phật tử ở nơi đây cũng như quý nam nữ cư sĩ Phật tử theo dõi trên online mỗi tối thứ hai vào lúc 7 giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày qua đề tài là chữ tu trong Đạo Phật. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử và kính chúc toàn thể quý Phật tử có được một đêm ngủ thật an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem tâm